Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì hôm bữa có bạn hỏi mình cách đăng nhập từ game One Piece 3D Nhật ký Luffy á, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đầu tiên các bạn tải game về và đăng nhập vào game, thì nó sẽ tự động tạo cho các bạn một tài khoản khách, nó tự động tạo cho các bạn một tài khoản khách luôn nha. Và việc còn lại của các bạn chỉ là việc xác minh chứng minh nhân dân. Và để xác minh chứng minh nhân dân á, mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn cách này. Cách này mình thấy khá là hiệu quả với nhiều tựa game, mình làm cách này luôn. Thì đầu tiên các bạn tải về một bức ảnh chứng minh nhân dân của Trung Quốc. Và sau đó các bạn dùng Google Dịch quét bức ảnh đó. Thì link của bức ảnh này mình sẽ để ở phần mô tả. Cái bức ảnh này mình sử dụng hầu hết các tựa game Trung Quốc mà thấy khá là hiệu quả. Đây mình quét 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 cái dùng Google Dịch quét cái bức ảnh cho các bạn copy tên và số chứng minh. Này, copy tên. Dán vào. Rồi ra copy số chứng minh nhân dân. Rồi, dán vào, vậy thôi. Ấn xác nhận. Đón xong. Vậy là xong, rất là đơn giản luôn nha. Rồi các bạn ấn vào xác nhận. Rồi lúc này nó sẽ đăng nhập tài khoản. Cái hình chứng minh nhân dân này mình sẽ để lên nó phần mô tả. Và mình sử dụng cái hình này khá là hiệu quả với nhiều tựa game đó nha. Đặc biệt là cái ảnh cuối á, cái chứng minh cuối á, thứ ba dưới á. Rồi vào game thì cái tựa game này thì về cơ bản vẫn là một tựa game chiến đấu thẻ bài theo lượt thôi. Thì đồ họa của game là đồ họa 3D và nhiều bạn nói là đồ họa này là lấy từ One Piece Bounty Rush. Nhưng mình thấy đúng là cũng là khá giống One Piece Bounty Rush. Thì hồi trước mình có cái nick của mình đó thì cũng thu thập được 6 thẻ UR rồi. 6 thẻ UR. Hoàn hình đội hình 6 thẻ UR rồi. Nhưng mà cái nick đó bị mắc rồi. Không hiểu sao mấy cái tựa game này chơi mỗi lần mà mình xóa đi mình tải lại nó sẽ là phải chơi lại từ đầu rồi, chơi lại nick mới chứ không có nào chơi lại nick cũ được. Cái nick đó lực chiến hình như cũng được 500 ngàn, 3-4 500 ngàn gì à, như có chịu luôn rồi chứ. Không nhớ rõ nữa, nhưng cũng có chịu rồi đó. Cái đoạn này là đoạn mở đầu giới thiệu cách chơi của game thôi. Cái cảnh mà sẽ không bao giờ xảy ra trong game One Piece. Ba anh em Luffy đánh với Akainu. Thì đây có lẽ là cái clip cuối của mình trước khi mà công ty mình sẽ thực hiện ba tại chỗ. Nên có lẽ trong vòng khoảng nửa tháng mình sẽ không thể nào ra clip mới nữa. Do bạn biết đó, mình ở miền Tây á, nên hiện nay các dòng người ở trên Sài Gòn đổ về khá là nhiều. Và trong đó có nhiều cái F0 lắm. Nên công ty mình sợ. Tại vì thế nào trong công ty mình cũng có người nhà làm ở Bình Dương về, ở Sài Gòn về. Mình sợ lây nhiễm này nọ nên bắt đầu phải ở ba tại chỗ. Chán lắm. Lần thứ ba thực hiện ba tại chỗ, lần này lần thứ ba rồi. Chán kinh khủng luôn. Thì đây là cách mình hướng dẫn các bạn cách đăng nhập game nha. Rất là đơn giản luôn. Đây là phần chơi đầu tiên rồi. Đây là những đoạn đầu tiên của game. Thì sẽ có một chế độ chơi theo cốt truyện. Đây là cái đoạn đầu tiên là đoạn đấu với Anvida nè. Rồi sau cái màn này các bạn sẽ nhận được Yugo. Vậy thôi, cái đăng nhập rất là đơn giản. Link tải thì các bạn cũng có một cái video chia sẻ link tải rồi. Vậy nha, bye bye.